Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Luật chơi tứ trụ kích hoạt, Thủ tướng Chính đang vào vùng đất giữ, cẩn thận củi lửa kẻo thiệt thân. Đảng Cộng sản Việt Nam rất khôn khéo khi những năm qua họ không nhắc đến 4 tốt và 16 chữ vàng. 4 tốt bao gồm láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt. 16 chữ vàng bao gồm láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai. Tuy không còn nhắc đến những chữ mất lòng dân này, nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tỏ ra ngoan ngoãn với Bắc Kinh, và chính quyền Bắc Kinh cũng can thiệp vào chuyện chính trị nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam là có thật. Đây là hình ảnh trước khi xanh cỏ, ông Nguyễn Bá Thanh đã từng thăm Trung Quốc. Theo Thời báo .d được biết, hầu hết mọi cá nhân trong tứ trụ đều có mối quan hệ với Thiên Triều ở phương Bắc. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều phe cánh, trong Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có nhiều phe cánh. Cho nên mỗi phe cũng sẽ đỡ đầu một đối tượng nào đấy. Sự ảnh hưởng của phương Bắc nhiều khi còn vượt ra khỏi tứ trụ, và Lê Thanh Hải còn thời nắm quyền lực tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay với Chu Vĩnh Khang là một ví dụ điển hình. Ba cái chết mờ ám mà Thời báo .d đã từng đưa ra thì có đến hai cái chết bị nghi ngờ là ở Hà Nội nhờ phương Bắc ra tay. Đó là những cái chết nào? Câu hỏi được đặt ra. Vào ngày 16 tháng 10 năm 2013, trưởng ban nội chính trung ương lúc đó là ông Nguyễn Bá Thanh đã đi Trung Quốc hội kiến với ông Mạnh Kiến Trụ, bí thư ủy ban chính pháp Trung Quốc. Sau chuyến đi và trở về nước, ông Nguyễn Bá Thanh đã phải đi Mỹ chữa bệnh gấp, giống như bệnh ung thư, và dù cho nền y học tiên tiến nhất của thế giới như Mỹ cũng đành phải bó tay. Tóc ông cứ rụng dần và ông gầy đi, cũng chết rất nhanh. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2017, ông chủ tịch nước lúc đó là Trần Đại Quang và phu nhân cũng thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc và dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường tổ chức tại Bắc Kinh. Sau chuyến thăm trở về, ông Trần Đại Quang đã vắng mặt chữa bệnh ngay tại Nhật Bản, và cuối cùng quốc gia tiến bộ hàng đầu thế giới này cũng đành phải bó tay trước bệnh tình của ông chủ tịch nước, mà bác sĩ lúc đó nói rằng ông bị chứng virus lạ rất bí hiểm. Đây là hình ảnh trước khi xanh cỏ, ông Trần Đại Quang đã đi thăm Trung Quốc. Luật chơi tứ trụ là thế, là hạ sát hoặc bị hạ sát. Hầu hết những người trong tứ trụ triều đình hiện nay chấp nhận luật chơi khốc liệt đó. Vậy nên đã là những chân trụ yếu trong tứ trụ thì cần phải cẩn thận củi lửa nếu không muốn tự nhiên lăn đùng ra thiệt thân. Hiện nay, ông Phạm Minh Chính đang là đối thủ nặng ký nhất với ông Vương Đình Huệ trên đường đua vào chiếc ghế tổng bí thư. Việc chơi theo luật tứ trụ này đối với ông Tổng Bí Thư không phải là chuyện gì lạ lẫm lắm. Tuy nhiên, với ông Thủ tướng thì liệu ông có quen với luật chơi này hay chưa thì cũng chưa biết được. Ông Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nói câu rất nổi tiếng rằng song phẳng mẹ nó sợ gì, để chứng tỏ không làm gì giấu giếm thì không sợ ai. Đấy là làm việc với phía Mỹ, nhưng khi chơi với đồng chí trong tứ trụ thì càng ngày càng thẳng, càng dễ dụng. Mà gương của Nguyễn Bá Thanh là một ví dụ rất rõ nét về điều này. Vào ngày 19 tháng 9, Thủ tướng Chính phủ của Chính quyền Cộng sản Việt Nam Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Trung Hoa Lý Khắc Cường. Đáng chú ý là ông Lý Khắc Cường đã mời ông Chính sang Trung Quốc. Có lẽ ông Chính phải thu xếp sang bên đó vì lời mời cũng chẳng khác gì là lệnh của Thiên Triều. Hiện nay ông Chính đang bị đối thủ của ông Trọng trong tứ trụ muốn triệt hạ, cho nên một số người e ngại rằng cho chuyến thăm của ông Phạm Minh Chính sắp tới. Và chuyện đấu đá nội bộ của Việt Nam thường hay mượn tay của phương Bắc để đạt được ý đồ là mốt hiện nay. Đây là hình ảnh trong cuộc điện đàm ông Lý Khắc Cường đã mời ông Phạm Minh Chính thăm Trung Quốc. Làm chính trị tại một xứ độc tài thì phải chấp nhận khi lá phiếu của dân không có ý nghĩa gì với các chiếc ghế quyền lực thì các phe phái không cần lấy lòng dân làm gì, mà họ chỉ tập trung vào thủ đoạn ngoài pháp luật và điều lệ của đảng. Phương Bắc cần tứ trụ phụ thuộc vào họ để điều khiển Việt Nam, còn các tứ trụ thì cần phương Bắc để ra tay dùm họ để đạt được mục đích quyền lực của mình. Có qua có lại là thế, bên nào cũng có lợi, chỉ có dân Việt, đất nước Việt Nam là bị hại thôi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tô Bộ trưởng đớp miếng ăn kit test Việt Á, vì sao ông Tổng lại ém? Hồi tháng 6, tờ báo Sputnik đã có bài viết, trong đó có câu hỏi rằng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế
ai bị điểm danh. Trong đó họ đã liệt kê ra các bộ dính đến gói thầu mua kit xét nghiệm rẩm của công ty Việt Á, bao gồm quốc phòng, y tế, công an. Trong đó Bộ Quốc phòng đã bị sở gáy với dự án nghiên cứu của trường Đại học Học viện Quân y. Còn Bộ Y tế thì quá rõ ràng với án tù trong Bộ trưởng Nguyễn Thành Long. Tuy nhiên, còn Bộ Công an thì chưa cho đến nay, ông Trọng vẫn chưa dám đụng đến. Đây hình ảnh Bộ Công an cũng dính chàm sao ông Nguyễn Phú Trọng lại bỏ sót. Theo báo cáo của 30 địa phương, bộ ngành được kiểm toán đã mua gần 2.162 tỷ đồng kit xét nghiệm từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á, trực tiếp với công ty này hoặc qua trung gian phân phối. Điển hình, những nơi được kiểm toán nhà nước điểm danh đã mua kit xét nghiệm từ Việt Á như một số đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Đồng Tháp, Tiền Giang và còn rất nhiều tỉnh thành khác nữa. Vậy câu hỏi là vì sao Bộ Công an lại lọt lưới lần này? Nhiều Nguyễn Phú Trọng đã từng nói, chống tham nhũng là ta chống ta. Ta ở đây chính là phe ta. Như vậy, mục đích thanh trừng nội bộ của ông Tổng Bí Thư đã bị lộ, bởi vì ông đã từng tuyên bố chống tham nhũng thì không có vùng cấm. Mà trong trường hợp Bộ Công an liên quan đến vụ kit xét nghiệm của ông Tổng lại không cho khui bộ này, đây là một câu hỏi đang được đặt ra. Ông Trọng không khui vụ ăn chia kit xét nghiệm ở Bộ Công an cũng không có lý do gì để giải thích. Bởi ông Tô Lâm đang là công cụ của ông Tổng Bí Thư đánh án Việt Á, mà bắt ông Tô Lâm tự đánh ông ấy thì làm sao ông ấy chịu ra tay? Có khi ông ta lại phản lại thì lại khổ cho ông Tổng Bí Thư. Ông Tô Lâm hiện nay rất có giá. Nếu ông Tổng không dùng Tô Lâm thì lập tức có thế lực khác nhảy vào, dụ dỗ. Cho nên ông Nguyễn Phú Trọng đã làm lơ cho sai phạm của Bộ Công an trong việc chia chác với Việt Á là điều không phải là không làm, không thể khác được. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng dường như đang bao che cho ông Tô Lâm. Trong một nền chính trị mà coi trọng quyền lực hơn luật pháp thì việc kẻ phạm tội này bắt kẻ phạm tội khác là điều khó tránh khỏi. Bộ Công an thì đầy rẫy tiêu cực, nhưng việc khui ra những sai phạm cũng phải chọn đối tượng mà khui, không thể khui bừa bãi. Khui lung tung, không khéo, thuộc hạ phản lại thì lại khổ ông Tổng Bí Thư cũng như ông Bộ trưởng Bộ Công an. Kể ra ông Nguyễn Phú Trọng quá nuông chiều ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Từ việc ăn thịt bò dắt vàng đến sai phạm trong vấn đề cấp hộ chiếu cũng được ông Tổng Bí Thư cho qua hết. Và dường như ông Tô Lâm giờ đây không còn coi kỷ cương phép nước và thậm chí là kỷ cương của Đảng ra gì. Biết bao nhiêu người trong Đảng đã chỉ trích cái sai của ông Tô Lâm trong việc cấp hộ chiếu mới mà ông đều phớt lờ đi tất cả. Ông Trọng không dám làm gì. Muốn cho ai đó làm được việc thì phải dung túng kẻ đó làm bậy. Đấy là tư tưởng vô cùng nguy hiểm. Chính vì lẽ đó mà khi ông Tô Lâm thấy rằng ông làm công cụ đắc lực cho người có quyền lực cao nhất thì ông không còn sợ ai nữa. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Có người cũng nhận xét thấy ông Tổng Bí Thư đánh án ồ ạt những tưởng là ông có tinh thần thượng tôn pháp luật. Thấy ông nói rằng chống tham nhũng không có vùng cấm, nhiều người cũng nghĩ ông thượng tôn pháp luật. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ vào những bản chất vấn đề này thì người ta thấy rằng ông Tổng Trọng đánh án là có chọn lọc. Ông thẳng tay với kẻ không nghe lời nhưng lại bao che cho thuộc hạ. Và Tô Lâm là trường hợp điển hình nhất hiện nay. Mặt khác, ông Tổng còn e ngại những quan tham cứng cựa như Nguyễn Tân Dũng và nhóm ăn đất Sài Gòn, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua. Điều đó cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng về bản chất không phải là mẫu người thượng tôn pháp luật. Có lẽ danh hiệu đúng cho ông nhất chính là người cộng sản trung thành. Ông trung thành với cái cổ hủ của Đảng Cộng sản và ông làm mọi cách vì nó.